Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi dự đám cưới ở Tân Sơn nhé. Chỗ này chỉ cách trung tâm xã Tân Sơn 2 km. Lại gặp chị bán kem xinh đẹp rồi. Chị bán kem xinh đẹp, có hai cô gái xinh đẹp đang mua kem nữa đây. Ôi dồi ôi, các bé này xinh nhỉ. 5.000 một cốc à? Thế cái kem ốc quế thì bao nhiêu tiền chị? À, chị bán kem này đám nào cũng đi, hôm nọ vừa gặp ở bên khuôn tỏ nhỉ. Đây là các khách mua kem nhá. Đông vui thế, hôm nay đắt hàng nhỉ. Vâng. Mua quê đi, quê ngon hơn. Các bà ăn cỗ xong rồi à? Ăn cơm xong chưa? Ăn xong rồi à? Không. Vâng. Ngon không bà? Cỗ ngon không? Vâng. Đi về sớm thế, người ta còn chưa ăn xong. Vâng. Đã mua kem xong rồi. Gầm ấm từ đuối xem nhà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lên nhà nhé. Nhà trên này đây. Các anh em cỗ xong rồi à? Năm nghìn một que. Bây giờ mọi người đang cỗ về rồi. Mọi người ăn cỗ xong về hết rồi. Các... hát chưa? Chưa hát si à? Các chị ơi, về rồi à? Không hát si à? Không hát si à? Đám cưới về trên đường quê. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lên nhà nhá, xem các anh chị đã ăn cơm xong chưa, hát phi chưa. Khai kim. Ôi ơi, các cô gái xinh đẹp. Chào các cô gái xinh đẹp nhé. Xem cô dâu chú rể nào. Anh ở đâu làm kênh YouTube này anh? Anh ở Lạng Sơn. Tiên Sinh TV ấy. Anh sang đây ăn cỗ hình như nào? Anh sang đây ăn cỗ. Cỗ nhà chị Lê ừ. Ăn cỗ, ăn cỗ xong rồi về quay đấy. Đây, các bà các chị ăn cơm xong rồi nhá, đang cười nói chuyện cười rôm rả. Các bà sang đây ngồi uống nước đi. Các chú Lạng Sơn đến đây này, chú Lạng Sơn đến ăn cơm rồi này. Chú đến từ mấy giờ? 9 giờ đến đây rồi á? Thế mấy giờ ăn cơm? Đến nay ăn luôn. Đến nay ăn luôn. Ăn đến bây giờ. Các chú này đang đi mời rượu. Xem chú uống rượu nhá. Nếu mà thấy cái gì đó đám cưới về trên đường cuối. Chú này chú chủ nhà phải không? Phải à? À, có mà, chồng chủ nhà đi mời rượu. Nhầm lầu đấy. Hả? Vâng, vâng. Nghĩ qua không không giả thế nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bọn mình ăn xong rồi ngồi uống nước nói chuyện thôi nhá. Vâng. À, ăn xong rồi nói chuyện thì béo. Các bà ăn cơm xong rồi à? Ăn được miếng khao nhục nào không bà? Ăn được chứ. Khao nhục mềm nhất đấy nhỉ? Cháu, vâng, cháu, cháu mời các bà uống nước nhá. Kinh nam à, kinh nam à, kinh bá ơi. Kinh nào, kinh nam đâu. Kinh nam à. Dạ. Xem cả bà thi đâu. Bà thi chưa bà? Tí bà có bà không? Bà không bà ơi, tính không bà. Bán bà đâu. Dạ. 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 Xin này là chú Môi Văn à, à Văn là phải lên cửa hàng hàng tinh hay không nổi à? Anh Minh Vèo hàng ăn lái mình phải vui bữa chính là vui hàng thì chú Vèo hàng tinh người mà để người hướng dẫn mâm thế này hướng dẫn mâm có gì mình một con người con trai một con mâm chú ngày xưa là chú các gái đẹp Lạng Sơn đây này, các gái đẹp Lạng Sơn đang uống rượu. Đây là chú họ hàng trong nhà ra mời khách. Ủa, nhà hay đấy. Nhiều khi chờ sáng nghe lòng thắng đây là hai chú khách Lạng Sơn ăn cơm xong rồi bây giờ ngồi nói chuyện nhé. Ấy cái tươi chưa? Các bà Bắc Giang đang nói chuyện. Cô dâu đang ngồi ăn cơm với các bạn đây. La 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 la. Bên kia là hai cô gái xinh đẹp đang ngồi uống nước nhé. Ừ.
mời cho khách ăn cơm. Dạ. Ba bảo gì? Chúng mẹ trong nhà đang đứng nè. À mẹ đấy á? À mẹ kia đang đứng ngắm hoa á? Đấy gì à? Trẻ nhỉ? Chắc là 40 tuổi thôi nhỉ? 50 rồi á? Trông như 40 thôi. Hạnh phúc nào nhớ thương em. Cô dâu ăn xong rồi đi vào nhà nhá. Cô dâu lớn bằng mẹ rồi nhỉ? Lớn bằng mẹ rồi. Năm nay 20 à? Hả? Năm nay 20 chưa bà? 20 tuổi à? Về ngắn qua đường cũ. Hôm nay đám cưới hơi ít người hát thi. Ở Lạng Sơn đi sang chỉ có 4 người thôi. Còn không biết là các anh chị ở đây có hát thi không? Nhiều không? Đây là chị chủ nhà, mẹ của cô dâu đang đi mời rượu đây. Xem chị chủ nhà nào. Chị chủ nhà này có hát thi bao giờ? Đi hỏi xem chị chủ nhà có hát thi không? Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời đã rộng bao la, cây xanh tươi cho hoa thôi nhé. Trời mùa xuân về bên mình. Chú ơi chú, đây chị chủ nhà này có hát xi bây giờ có chứ hả? Thì hát xi ấy và thi thôi, và thi thôi. Các cô gái trẻ đang nghe các bà nói chuyện. Là thi rồi, hết rồi. Mà kém lắm. Đang cố kết nối lại.
bằng. Đang cháy bút mày có vụ này bị cháy quân bút sắt. Chở. Đi. Chở. Mày có bằng chứng gì nữa mà lắm. Làm có chứng. Vậy. Ở dưới nhà nhạc to quá đây. Các anh chị đang đi lên vườn vải chuẩn bị happy xong ngủ một giấc đây. Đây các chị đang ngồi sẵn đây rồi nhá. Vườn vải thiều sum suê sum suê. Vườn vải thiều này. Dưới kia nhạc to quá là to cơ. Cô dâu xinh tươi. Ôi giời ơi. Sao có người xinh thế này nhỉ? Chú Bảnh à? Cô dâu. Chú Bảnh ở đây à? Cô thế à? Bà vào chụp ảnh cùng cô dâu đi bà. Bà vào chụp ảnh đi. Anh chụp cho nhá. Chụp nhá. Trời ơi. Cô dâu cũng cao ghê nhỉ. Ấy giời. Cười tươi. Cao thế nhỉ, bạn kia. Ôi trời ơi. Đi còn vấp nữa. Kem mút à? Đấy, đặt hàng chưa?
rồi. Đâu có thôi, cái này đây rồi. Đang hay đây này. Thì nhà này đâu. Ông ơi. Ôi giời ơi. Không nhảy nữa. Không nhảy nữa. Đi đâu đây? Không nhảy nữa.
bà lên nhảy đi. Lên nhảy đi. Nhảy cho nó trẻ. Thank you.
ơi, mình bảo là mình tao đi, trước khi tao về với bạn Tân. Em bảo cầm xe xuống mà nó cứ bắt mình ngồi lên. Đến giờ cô dâu ra cửa rồi. Đẹp quá. Thôi, tối đi về chúng ta. Hai bà vả đi, cháu quay một tí nào. Không cay đâu, đâu mặt cay đâu. Bà đi. Hình hẹp đã lâu, đi bà này đâu. Tán là bà cố làm ở đây đi lỗ. Không hát được rồi. Bà mấy bà đi. Bà thích chứ ma sai với ôn bà chứ. Không mang bà. Ma lấy vì bà chả. Đến tức là lúc còn bà này lấy bà đồng nhé bà các bạn. Vàm mấy vàm đi. Ba các bạn kia sống mới nha. Hả? Thế không bà nó cháu thôi nhá. Con ơi. Dạ. Vết cháu bà này về bà về. Bây giờ là các anh chị đang hát thi giao duyên rồi nhá. Đây là hai chị gái Tràng Các, Văn Quan, Lạng Sơn hát với các trai ở Tân Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang. Đám cưới thị trấn đám cưới ở trung tâm xã Tân Sơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lấp ló sau vườn vải, lấp ló sau vườn vải. Các cặp đôi đang tâm tình. Ôi trời ơi, nhảy xuống đây. Ôi trời ơi, xin ngã. Nghe tiếng ấy, tiếng nhạc to quá. Tưởng Thái mà nó tắt rồi. Ý đến 30 phút nó nghỉ bây giờ, nó mệt nhảy, mệt, nó nghỉ. Còn lâu. Cái gì cũng vui mới được. Bên nào cũng thích vui mà rút làm sao được. Xinh lắm, đi vào máy điện thoại xinh lắm đấy. Tiếng nhạc to các bạn nhỉ? Không nghe được nhỉ? Yeah.
Bây giờ các cô chú ra tận ngoài đường hát rồi nhé. Ở trên nhà có nhiều nhà quá. Mười bảy á? 17 có. Có. Đi không? Có. Theo mấy ông Lạng Sơn đi, không biết đường đi thì tìm đến ba bảy này. Lạng Sơn này bà đưa đi. Vâng. Còn cách chú bao nhiêu cây? Chú thì đi chú cũng khá xa. Từ nhà bà Bông Đồng Khoai đi 1 tiếng chẳng hạn. Đi đường này hả? Đi đường này em cửa. Đi đường này thôi. Đường này là vòng lên ngược đi. Ngồi bên nào? Dễ ở dễ ngã ba Bồ Kết và con cầu là dễ theo đường mương là thấy cái đèo, nhìn thấy cái đèo là lên cái đèo. Nhưng mà từ ngoài đường quốc lộ thì đi đường nào lên? Nhưng mà đi bảo là trên đèo Vạn này, với xã Kiên Thành người ta có kiểu đi đến cái đèo Bản Mùi ấy, thấy cái đèo lên, thấy cái đèo lên. Và Phà La Tăng ơi, mong là và Hứa Lâm ở là ở trên thắng đi mà. Vâng biết rồi. Ở đấy đi theo cô 17 vào. Vâng. Và còn gọi ông Tinh Phong bảo nếu mà chú đi xe máy thì gọi cháu mới, nhưng mà đi ô tô cho cháu kém người thôi. Vâng. Thế để cháu liên lạc với ông đấy. Cháu có Facebook của ông ấy mà. Thế ông Tinh Phong bảo có chứ anh em ạ. À? Vâng. Tại vì sang đây anh em một tí bên này nữa. Được rồi mà chú. Cho bà đảo. Bật rồi mà. Bật rồi mà. Bật sẵn rồi chứ không biết lúc nào vào. Nhà
Nam Ma Thiêu ơi đang chờ. Đồ dê văn bay văn phúc bay bơ. Về đây hát đi. Hai chị Văn Can này. Hả? Đi đâu tìm được? Các chị mới tìm mới biết được. Đi tìm đi. Đi đâu tìm? Hai ông kia về hết rồi phải không? Lấy được cái gì đó chị? Quần áo. Quần áo à? À, mà chẳng có điều nè. Cao thầy mình ăn. Lại mà thử vào bao nhiêu một cái áo này đấy? 300 giới ạ. Thế à? Dòng vấn này cơ nào này? Hôm nay ra bạn nặng. Đường làng cũ năm nào thì em còn. Cái này bô ban mì điều rồi. Đi chưa? Nè này đi. Không mong mì. Không mì này lá lu à? Ừ, không mong nghe đây này. Không mì này lá lu đây này. Ba này vừa lá cáo. Ba nó. Cái này lá lu. Chứ bà hẳn đắc hẻ hẳn mình hoàn này. Tình lao này này mình lưu sống cái chết hẻ. Chúc ba anh nhỉ, chị Sinh à? Dạ, chúc nhá. Chúc bà anh nhá. Tên 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 tên. Nó không phải được kêu thế này, kêu thế. Không kêu á? Kéo tèn tèn nó ghê đó cái. Kéo tèn tèn nó mới giống chuông này. Chụp nhá. 2, 3. Không cần cởi áo. Bình thường. Có cả 3 người, 4 người rồi. Tèn. Chụp cả bàn quá. Dạ. Ôi ôi xinh thế. Ôi chứ 3 người, 4 người trả đây à? Vâng, có 4 người, 5 người rồi đó. Nhưng mà phải làm cho lên hả? Hai bà nó đang hát này à? Đang hát thêm đây, tinh tinh đây. Vâng. Đẹp đấy. Tên là hát được rồi. Được rồi, bây giờ hát si thôi. Được chưa? Được rồi. Ờ. Bây giờ hát si thôi. Ờ. Là lúc nhìn không thấy đâu mà. Thấy đấy. Đấy. Nhà này cho thấy.
Ố, đâu rồi? Chụp đâu rồi? Chụp đâu? Đâu rồi chụp rồi? Chụp rồi, con thấy. Con thấy này. Chụp rồi mà. Nhưng mà nó chưa ra thôi. Nhà chị là gần đây à? Nhà chị, gốc chị là gần đây phải không? Ở Sơn Hải. Sơn Hải á? À. Hôm nào đi Sơn Hải ăn cưới gọi em với nhá. Có HC à? Tháng 11 à? Đấy em chụp được mấy kiểu rồi đấy. Được rồi, về em gửi Facebook thôi nhá. Làm nhiều kiểu người ta không xem đâu. Hết rồi. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe HC giao duyên ở Tân Sơn. Hai chú Tân Hoa nhá, hai cô này ở Tân Sơn. HC tại đám cưới nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh.
cô bố mi Hà Nội ơi thương tôi. Mày luôn là bố tôi làm gì đâu. Vào lộ.
đi vào nó cũng là thế à, đây là câu mà thế đời tên à ba này thế à phụ ngô chưa đây thì nhớ lẽ làm đây nhớ và đi còn sớm mà. Được rồi, đi về còn đi ăn cỗ, hát than cỗ nữa. Than cỗ không ra nữa. Hát than hết cả cỗ, ra cỗ còn không ra nữa. Lại xem một phát nữa. Ôi, hầu tụi mà đi ăn cỗ.